Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân các tháng cuối năm 2023. Đây là yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 5658 ngày 3 tháng 11. Theo đó, Công ty Điện lực Lào Cai, chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thực hiện đầy đủ nội dung kế hoạch cung ứng điện trên địa bàn năm 2023, phối hợp với đơn vị liên quan thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, đảm bảo an toàn hiệu quả, chủ động các phương án, kịch bản ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện thời gian tới. Ngành chức năng thực hiện thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, trong đó ưu tiên sử dụng công nghệ cao, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo, kiểm soát chặt chẽ các dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên gây ô nhiễm môi trường. Tham mưu danh mục dự án kêu gọi, khuyến khích đầu tư sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo. Ban Chỉ huy quân sự huyện Ba Sát vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn dân quân tự vệ năm 2024 cho 88 thôn đội trưởng của 21 xã, thị trấn trong huyện. Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023, các học viên được truyền đạt một số nội dung cơ bản như công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương, luyện tập và kiểm tra điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK bài 1, ném lựu đạn xa trúng đích, một số nội dung và tổ chức huấn luyện hoạt động phối hợp của lực lượng dân quân tự vệ trong xây dựng nông thôn mới. Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ thôn đội trưởng trong công tác tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Chiều ngày 6 tháng 11, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh đã diễn ra trận chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá di động tỉnh Lào Cai năm 2023. Giải đấu năm nay đã thu hút 12 đội bóng tham gia thi đấu. Với tinh thần nhiệt huyết, cao thượng, trung thực và đoàn kết, 12 đội bóng đã cống hiến cho khán giả 19 trận đấu hay, hấp dẫn. Kết thúc giải, với đội hình thi đấu đồng đều, trường tiểu học Nguyễn Du đã xuất sắc giành giải nhất. Giải nhì thuộc về câu lạc bộ Họ Bùi Việt Nam. Đồng giải ba thuộc về đội bóng trường tiểu học Bắc Hà và đội bóng thị xã Sapa. Cùng với đó, ban tổ chức đã trao các giải cá nhân cho các cầu thủ có thành tích xuất sắc trong giải. Giải là hoạt động thiết thực đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, khuyến khích phong trào tập luyện các môn thể thao nói chung, môn bóng đá nói riêng ở độ tuổi nhi đồng. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều thế hệ người Việt, hình ảnh nước Nga Xô Viết tuy cách xa về địa lý nhưng vẫn luôn gần gũi thân thương. Những con người Nga hồn hậu, thân thiện và giàu nghĩa tình luôn để lại ký ức đẹp, nhất là với những người đã từng học tập, công tác và gắn bó với xứ sở Bạch Dương. Hình ảnh về nước Nga vẫn là những kỷ niệm đẹp không thể quên. Sau 7 năm du học tại nước Nga, dù đã về nước được 3 năm, nhưng từng bài học trên giảng đường hay những ký ức về một đất nước xinh đẹp, những con người thật thà, đôn hậu luôn được chị Bùi Thị Huyền Trang trân trọng, lưu giữ trong lòng. Dân nước Nga thì cũng giống như dân mình thôi, cũng chân chất thật thà. Và tinh thần yêu nước của nước Nga, nó rất là giống với lại tinh thần yêu nước của Việt Nam mình. Cứ nói đến Việt Nam một cái là họ lại chào đồng chí. Ngay cả trong nhà hàng mà nơi mà chị làm thêm ấy, thì cứ có một khách Nga nào mà bảo là đến từ Việt Nam mà thì họ sẽ là chào đồng chí. Đấy là họ rất là yêu quý nước Việt Nam mình. Ngược về quá khứ, với những thế hệ cán bộ công nhân viên của công ty Apatit Việt Nam, sau khi cách mạng tháng 8 thành công, với sự giúp đỡ đầy trách nhiệm của đội ngũ chuyên gia Liên Xô, năm 1955, mỏ Apatit hoạt động trở lại, tạo ra nền móng căn bản cho sự phát triển của công ty Apatit như ngày nay. Còn tại nhà máy tuyển Tăng Lỏng, công trình do những bàn tay khối óc của các chuyên gia Liên Xô trực tiếp thiết kế và khánh thành vào năm 1994, cho đến nay vẫn đang duy trì hoạt động ổn định. Qua 30 năm hoàn thành và đưa vào hoạt động sản xuất từ năm 1994, đến nay hệ thống thiết bị công nghệ của nhà máy cơ bản vẫn đang hoạt động tốt. Các thế hệ cán bộ công nhân viên chức của nhà máy thì luôn duy trì truyền thống tốt đẹp,
của sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Liên Xô cũ, nay là Liên bang Nga. Đối với người Việt Nam nói chung, người dân Lào Cai nói riêng, hình ảnh về một nước Nga Xô Viết không chỉ trong tư liệu lịch sử, trong những trang sách, bài báo về chiến thắng của cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại vào ngày 7 tháng 11 năm 1917, sự kiện làm rung chuyển thế giới, đã cổ vũ, khơi dậy khát vọng đấu tranh giành độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, hướng tới những giá trị cốt lõi của loài người về văn minh, tiến bộ và tình yêu tổ quốc. Đó còn là sự giúp đỡ trí tình của nhân dân Liên Xô cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tình cảm đó sẽ mãi được kế thừa, trân trọng, gìn giữ và phát huy. Hơn 37 tỷ đồng là nguồn lực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân giúp đỡ 12.777 địa chỉ khó khăn đến đầu tháng 11 năm 2023. Việc trợ giúp đỡ đầu bằng hình thức hỗ trợ vốn phát triển sản xuất chăn nuôi, hỗ trợ tiền chữa bệnh, học bổng và tặng phương tiện, dụng cụ học tập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi. Việc đỡ đầu trợ giúp thời gian từ 1 đến 3 năm và có thể học hết phổ thông đối với trẻ mồ côi. Các mô hình công tác xã hội nhân đạo do các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai đã hỗ trợ được trên 177.700 lượt đối tượng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 180 tỷ đồng. Nổi bật như trao tặng trên 1.200 con giống, cấp miễn phí trên 90.000 lượt suất ăn, cơm, cháo, bánh mì, thành lập 354 quỹ hạt thóc vàng nhân đạo, qua đó góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng để học sinh noi theo, và mỗi cán bộ đảng viên chính là hạt nhân lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, yêu nghề, mến trẻ. Quan điểm đó được các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh xác định, lấy đó là một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ghi nhận tại trường cho cơ sở Ngô Văn Sở, thành phố Lào Cai. 23 năm công tác trong ngành giáo dục, 19 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Niềm tự hào đó giúp cô giáo Phạm Thị Thanh Thúy luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù ở địa bàn khó khăn hay thuận lợi. Chúng ta phải nói đi đôi với thực hành, và cái việc thực hiện nhiệm vụ của người giáo viên thì luôn hiểu thấu học sinh, tìm những cái điểm các em còn hạn chế, các em còn chưa thực hiện được, để rèn giũa các em để có những học sinh giỏi, học sinh xuất sắc, học sinh mũi nhọn cho nhà trường cũng như cho thành phố. Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành giáo dục, góp phần đào tạo những công dân số, từng giáo viên cũng không ngừng học tập, cập nhật kiến thức. Nhờ sự nỗ lực đó, cô giáo Đỗ Thị Thùy không chỉ thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin vào bài giảng mà còn hỗ trợ được nhiều đồng nghiệp. Tôi cũng thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc hỗ trợ đồng nghiệp soạn bài hay là các cái ứng dụng công nghệ mới mà đồng nghiệp chưa nắm bắt được. Và bản thân thì luôn luôn học hỏi để có thể đáp ứng được những cái đổi mới của chuyển đổi số trong công tác hiện nay. Từ năm học 2012-2013 đến nay, 10 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở vinh dự được nhận phần thưởng cao quý, huân chương lao động hạng 3 cùng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thành tích đó là thành quả của những nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên với nòng cốt là chi bộ đảng với 33 đảng viên. Trong cái quá trình tổ chức thực hiện mà phát hiện những nhân tố triển khai và thực hiện tốt, chúng tôi luôn thực hiện là biểu dương, vinh danh cán bộ đảng viên cũng như là học sinh tiêu biểu để trở thành một đơn vị chi bộ có nhiều cái đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương. Với cái mục tiêu của chúng tôi đó là xây dựng chi bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh và xây dựng nhà trường với cái phương châm là tất cả vì học sinh thân yêu. Mỗi năm phấn đấu kết nạp ít nhất từ 1 đến 2 đảng viên. Nghị quyết này đang giúp chi bộ trường Trung học cơ sở Ngô Văn Sở ngày càng vững mạnh, tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Chuyển sang những thông tin thời sự quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, công chức viên chức được nghỉ 7 ngày liên tục trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và 4 ngày trong dịp Quốc khánh.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của công chức viên chức kéo dài 7 ngày liên tục từ ngày 8 tháng 2 năm 2024 đến hết ngày 14 tháng 2 năm 2024, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo Bộ Luật Lao động và 2 ngày nghỉ bù. Về lịch nghỉ lễ Quốc Khánh, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày trong dịp Quốc Khánh năm 2024, từ ngày 31 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 3 tháng 9 năm 2024. Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay làm nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp. Đến nay đã có 18 trên 63 Ủy ban Nhân dân tỉnh gửi văn bản công bố danh mục dự án tham gia chương trình và công bố trên cổng thông tin điện tử với 53 dự án, tổng nhu cầu vay là 27.000 tỷ đồng. Các ngân hàng đã giải ngân được gần 105 tỷ đồng cho 3 dự án. Khi khởi động, gói tín dụng 120.000 tỷ đồng do 4 ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước cung cấp vốn. Hiện có thêm một ngân hàng thương mại cổ phần khác tham gia 5.000 tỷ đồng nữa. Như vậy, gói tín dụng này đã tăng lên 125.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu 2 chiều Việt Nam-Trung Quốc đã ước đạt hơn 139 tỷ đô la Mỹ sau 10 tháng của năm nay. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại sang thị trường tiềm năng này được Bộ Công Thương tổ chức, nổi bật như Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương Việt Nam-Trung Quốc tại thị trường tiềm năng Trùng Khánh, Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt-Trung Lào Cai lần thứ 23 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 tại tỉnh Lào Cai. Đặc biệt, quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Trung Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt. Theo quy hoạch, đến năm 2030, tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc có 26 cửa khẩu, trong đó có 14 cửa khẩu quốc tế, 12 cửa khẩu song phương và một lối mở cửa khẩu đặc biệt. Đây sẽ là tiền đề thúc đẩy nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới. Thời gian vừa qua, trên Facebook xuất hiện nhiều hội nhóm hướng dẫn tự tử, dạy bùng nợ, cách lừa đảo bằng thế chấp tín dụng, thu hút hàng chục nghìn thành viên tham gia, gây nhiều lo ngại trong xã hội. Bộ Thông tin và Truyền thông đã kịp thời phát hiện và đề nghị Facebook chặn 8 group Facebook xúi nhau tự tử và 43 group Facebook hướng dẫn và chia sẻ cách bùng nợ. Bộ cũng yêu cầu Facebook chặn, gỡ bỏ hơn 404 bài viết, một group và 7 tài khoản vi phạm. Google đã gỡ 480 video vi phạm trên YouTube. TikTok cũng đã chặn, gỡ bỏ 53 nội dung vi phạm, cung cấp trò chơi trên mạng trái phép. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, ngày hôm qua 6 tháng 11 tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Australia đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước chủ nhà Tập Cận Bình. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Australia đến Trung Quốc trong 7 năm qua. Phát biểu họp báo trước cuộc hội đàm, Thủ tướng Australia Albanese đánh giá cao sự cải thiện mối quan hệ thương mại song phương trong thời gian gần đây. Nhà lãnh đạo Australia nêu rõ việc một số rào cản thương mại giữa hai nước được gỡ bỏ là những dấu hiệu đầy hứa hẹn. Dự kiến trong cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc hợp tác thương mại song phương. Theo văn phòng Thủ tướng Australia, tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Albanese đã khẳng định rằng Australia quan tâm tới sự tăng trưởng ổn định liên tục của nền kinh tế Trung Quốc. Mới đây, lãnh đạo của tất cả các cơ quan quan trọng thuộc Liên Hợp Quốc đã cùng ra tuyên bố chung bày tỏ sự lo ngại trước số dân thường thiệt mạng ở dải Gaza, đồng thời kêu gọi lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas. Tuyên bố kêu gọi Hamas và Israel tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế khi xảy ra xung đột, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp thêm viện trợ cho người dân ở Gaza. Cùng ngày, trong cuộc gặp tại Doha, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar và Ngoại trưởng Pháp đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các nỗ lực ngoại giao phối hợp trong khu vực và quốc tế để đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Còn trong cuộc điện đàm thảo luận về cuộc xung đột tại Gaza, Thủ tướng Na Uy và Tổng thống Iran đã kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt, đồng thời hối thúc các nỗ lực quốc tế viện trợ nhân đạo cho khu vực này. Cũng trong ngày hôm qua 6 tháng 11, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ thông báo sẽ hạn chế hoạt động đối với các phương tiện giao thông cá nhân theo biển chẵn lẻ trong một tuần. Đây được xem là nỗ lực nhằm hạn chế khí thải trong bối cảnh New Delhi đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí đáng lo ngại. Cơ quan môi trường của thủ đô New Delhi cho biết, theo quyết định này, những xe có biển số lẻ và chẵn sẽ lưu thông trong thành phố luân phiên vào ngày lẻ và chẵn. Hạn chế này sẽ kéo dài trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 13 tháng 11. Theo Cơ quan Kiểm soát Tình trạng Ô nhiễm Liên bang của Ấn Độ, chất lượng không khí tại thủ đô New Delhi trong ngày 6 tháng 11 ở mức nghiêm trọng ngày thứ ba liên tiếp.
Hôm qua, tỷ phú Elon Musk thông báo sẽ tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo AI do một công ty khởi nghiệp của mình phát triển vào mạng xã hội X, trước đây là Twitter. Nền tảng AI này cũng sẽ hoạt động dưới dạng một ứng dụng độc lập. Theo thông tin trên, ông Musk xác nhận nền tảng trí tuệ nhân tạo xAI sẽ phối hợp với mạng xã hội X cũng như hãng sản xuất xe điện Tesla. Cụ thể, mô hình AI đầu tiên của xAI là chatbot Grok sẽ được tích hợp sẵn trên X cùng các mẫu xe điện Tesla, qua đó cạnh tranh trực tiếp với ChatGPT của OpenAI. Tỷ phú Elon Musk cho biết chatbot Grok có thể đưa ra những câu trả lời mang tính hài hước và việc chatbot này được tích hợp sẵn trên X là một lợi thế to lớn so với các mô hình chatbot khác. Chương trình thực sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.